Em coi lại cái tên nó là gì. Em coi lại cái tên nó tên gì.
Dạ em rồi. Sao đi giọng tao giọng sao mà giọng tải với cô sườn tải? Là gì? Nó tên Tài Tượng. Bảy câu à? Ủa mà gì mà cũng đọc nữa. Nào để câu coi coi. Câu coi cậu biết cho em không? À, cái con nhỏ này nó muốn cậu chiếc tự ra tên của nó đi mà. Vậy nha cậu. Bài ca nó có bốn câu là văn sĩ tái võ đau, nhân dương gia nghị điểm, tỉnh thượng cũ quỳnh chiên, trong tả sang tài nữ. Là gì cậu? Chữ văn sĩ đái võ đao, văn kề đao, cậu cho đó là chữ lưu. À, tức là cậu nói văn kề đao, tức là nó họ lưu. Họ lưu, vậy nó dám tên lưu bù à. Ấy, để cậu tiếp. Nhân duyên gia nhị điểm, nhân trên, duyên dưới, thêm hai chấm đó là... À, cậu cho nó là chữ kim. Chữ kim, kim, nó tên lưu kim. Lưu kim. À, rồi gì nữa chả cậu? Tên nữa. Định thượng cửu huỳnh kim, chữ định với chữ kim vàng rồng vô số. À, hợp lại đó là chữ đính. Lưu kim đính. Đính. Lưu kim đính. Lưu kim đính. Lưu kim đính là lưu kim đính là sông tả sang. À, lưu kim đính. Hay quá cậu, hay quá. Dạ, chả, chả dạ. Ngụ ý hai bà thơ nhạo đó, nó kinh chi chẳng có anh hùng. Con gái gì không chẹn chữ tùng, là đem con khắc lập yêu phu bài hồng kẹo khác. Nó bán giả chẳng hổ nhà thanh bạch, làm chi cho mang tiếng thị phi. Lập giả phá cho rồi để đó mà chi. Khoa, ta cứu dòng họ nó có bị miệng thế thị phi muốn thuở. Được khẩu đi. Khoa, đứa nào là lưu kim đính? Mới thấy đây được chính thì đừng mong rõ mặt đủ rồi là thôn tay. Đã nghe dân độc phụng gần xa, nó không quỳ chịu tội mà còn đứng đó quỳ. Quỳ quỳ hả? Trời quỳ hay cho cuộc tiểu tất dám khua môi múa mỏ, ta sẽ cho biết tài diễn võ chương quay. Đánh đầu luyện cũng dành nghề. Được rồi, đối thủ với hai đứa tớ, sao ta còn hỏi gặp người cô? Nhưng mà thôi, mau đi xin chính chủ lộ đồ, dàn dẫn tâm phương trước kiện. Chả chả ngựa nó đang
ta vẫn vô nhân đạo. Trời ơi, tại hạ xin kính chào người đẹp trong buổi sáng bình minh lá vàng rơi đất đó. Ồ, đổi thấy dung nhan đã ác nghiệt, chớp nhịn diễn mạo kỳ khôi. Bộ tướng thì thấy cô lần của ta, thần thù thì như là con chó. Trời ơi, quý thần ơi, ta đẹp trai gì nó hình đồ như chó vậy. Nhưng mà đẹp trai, đẹp đâu đẹp, nhìn ta mặt thấy mà ghê. Mặt sao ghê? Nhà ngươi có bộ đâu giống như hình con cá trê. Râu này mà giờ đi không cá trê, râu này râu cá trà. Mất mày đặt để râu. Ai nói nặng này râu? Cái gì? Lông mi môi. Con gái gì mà hung dữ, mới gặp mặt ta nhiều con nhục mã lắm rồi. Nè, cô tưởng nàng cô đẹp lắm sao cô? Đẹp lắm đẹp, nhưng nhìn kỹ người ta đẹp hoàn toàn mà. Nó đẹp hoàn toàn mà nói gì tàn mạc. Trời đất ơi, tàn mạc hả? Quả không biết nhìn người với trời sắc đẹp mỹ miều hơn ta. Trời ơi, đi ghê, có bàn tay, có bàn tay. Tay ta, tay này thiên hạ gọi là bàn tay mũi giết à. Mặt tay vừa đục quá, mặt tay mũi giết, trời ơi. Tay chỉ cỡ như vỏ hầu lìa cội. Thank you.
bao tánh dằn. Nói vậy ông là Cao Vương Bảo, là con của Cao Đại Đức Hiền Hầu Đại Tống đó phải không? Phải. Ông biết ông làm như vậy là ông ý thị không? Ý thị. Phải. Ta nói cho mày biết, dầu cho ta có ngang tàn hay ỷ thị, người nhà ngươi có làm gì được ta không? Nghe tiếng nói kêu ra, đánh hả? Đánh. Cứ đủ đánh lên đâu? Cậu, cậu đánh đi, cậu chết, em chịu. Này, đánh cho chàng biết mà. Cá chua, cá chua, một, cá con.
ta nói cho mà biết. Chàng nói đi. Ta vô ý bị nàng bắt giữ, đứng anh hùng dạng tử hà từ, chết vinh hình sống hổ ngươi nè, bắt được thì giết đi, để cho ta sống là đó phải dở cười dở khóc. Mày cao công tử. Toàn nghe bao lời thương ngưng đầy cảm thông chân tình, bằng lòng hòa duyên tóc tờ trọn đời. Chàng thề thi chính lòng một lời, cho viết tình ngang năm chẳng phải. Sao nàng còn bảo ta sẽ giặt đất chỉ trời? Buổi sơ giao chàng chẳng một lời, nên lòng lo sợ ngày sau không chung kết. Được rồi, nếu e ngại thì ta xin thề thốt ha. Thề đi. Ta cùng lưu nương ước hẹn ba sinh, nếu sau này mà có phụ giải ân tình thì sao chàng? Muốn mà thì cho lạc tử quán chàng tin dạo nhổ. Lạc tử quán chàng tinh dạo nhũa. Thề đọc lắm đó. Ừ quá ha. Nào kinh chưa? Lời thề lãng lòng dấn cảm xúc. Chàng lơ miên dục gió trên rảnh sang mở trói. Cao lăng phí tình thái cũng ngỡ kề lãng, kẻ giấy hậu cùng mang cơ ước thề. Lưu nương hôm nay đây chỉ người tới cho tất cả đời, nguyện lòng con thay đổi đôi tâm hồn chung đôi. Cái chế tơ lòng gọi ban đầu giang cơ, nhưng chắc như không ngờ bởi ta đi đúng dòng cao gia có lý đâu cùng mi sánh duy. Ta thấy sống theo lời thì có lòng chẳng quan, bài kia
dựng quán ngay cho mấy trò mưu kế. Trời qua, hôm ta bỗng gặp quán trung. Dạ đó lòng, ta có thể rủ rượu dung. Nào, hãy mau vào quán rượu cơm cho nó già. Chào hai cô chủ quán. Dạ, chào quý khách. Dạ, dạ mời quý khách vào. Dạ. Khoan. Lòng giao thương ngựa để tôi đem ra sau lấy cỏ cho anh. Dạ được đây. Dạ đây. Dạ nhiêu à? Dạ 7 lượng. Dạ 7 lượng 2 à. Dạ có đây, chờ tôi một chút. Dạ. 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 Dạ không nói giấu gì hai cô, tôi vô ý đánh rơi gói bạc. Vô hai cô hãy vui lòng mà giao thương ngựa lại cho tôi. Có việc cần tôi khó thể hở môi, ngày gặp lại bạc vàng tôi xin đền trả. Dạ thưa ông, quán của tôi á có thầy có chủ, ăn xong rồi á thì phải trả đủ tiền. Nè ông khách à, dạ. Khi ông bỏ đi thì quá thật là phiền, gặp chủ hỏi tiền đâu tôi đưa lại. Nghe hai cô nói tôi thật lấy làm thương hại, nhưng phải ráng chờ tôi bày giải tâm tình. Bởi cha tôi thiệu thọ quyền cao đại tống triều đình, người đã lâm nạn buộc lòng tôi phải đi giải giá. Lời thành thật dám nào đổ xảo cá, xin hai cô hãy vui lòng giao thương ngựa lại cho tôi. Ngày tái ngộ thì bạc vàng tôi xin trả đủ. Dạ tôi trả đủ, tôi không thiếu đâu. À, nghe ông nói con quan à? Dạ quan. Ông đã nói thật lòng với ông chưa? Dạ thật lắm rồi. Nếu nói thật á, nếu mà con quan á ăn thì phải trả, chứ tại sao lại ông nói ngược nói xuôi? Dạ. Nè ông khách à, dạ. Nói thật với ông đó nha, nếu tiền bạc mà không trả đủ cho tôi hả, dù là quyền quý tôi cũng lo ăn chết nữa. Cha trả, ta đã nói một lời đã hứa, sao hai người quyết lòng không trả ngựa thương? Nào bây giờ trả không? Không. Một trả không? Không. Hai trả không? Không. Chú ý cho hai người đã mặc lỗ cùng đường, hãy nếm thử tài bà công tử. Oh,
hỏi tuổi trẻ dại khờ lỡ một lần hồ đồ tính bà ta tứ tuổi. Tốt dữ nè. Trần tướng đó dù pha hàng tái thế đã gặp rồi. Đã gặp rồi thì ha dễ nào quên. Này anh hai ơi, nên cho em biết tuổi biết tình. Nhìn nhan sắc đó mụ đây càng thương. Tòa châu thành giải giá cứu gia gia, bởi tuổi dạy cờ tin bài tứ ta. Dạ con nghiệp xuống kiếp không bao giờ tái phạm. Dạ thầy không bài tay được bài tặng tội nghiệp mà này hai con. Dạ. Hai con thấy không? Dạ. Hai con lại này nhìn xem như không? Hai con đây có sống với mẹ ta đưa người xuống.
Nhưng mà em làm sao mà em bắt bà Chằng được? Sao vậy? Tại vì bà Chằng là em là bà Chằng nè. Em nói gì mà anh không hiểu? Chẳng tin hả? Em mà là bà Chằng đó, bà Chằng đừng kia thấy ghê lắm chị. Coi nè, coi em phải là bà Chằng không nha. Thôi mà Luôn Luôn ơi, đừng có giỡn nhanh nữa mà Luôn Luôn. Luôn Luôn. Ê, trời ơi. Em là bà Chằng nè. Trời ơi, nãy giờ sợ muốn chết luôn, em giỡn ác quá à, phải em không? Em chứ ai nữa. Em đó hả, sao em chơi gì ác quá à. Câu Lan, bởi do đó quên lời vàng đá, cho nên em dùng tài ba mà ra phá rối Câu Lan đó. Luôn Luôn à, chỉ bởi vì câu hiếu tử nặng mang, cho nên anh nỡ để sầu diễn lưu nữ. Câu Lan, lần sau chốt, nếu ân tình chàng giản dữ, em sẽ đem sức tài giúp chàng lướt dẫm cưu phụ thân. Lưu Nương, nếu Cao gia phụ giải ân tình, cho quân bảo tử vô đao kiếm. Lưu Nương ơi, Lưu Nương ơi, tiểu đồng của anh kìa. Đã chốt hoài vậy. Nhung đã nhung. Cậu, trời ơi, giờ không sao. Cậu, trời ơi, thằng ơi, cậu cũng bị bắt như em hả? Bị bắt rồi. Trời ơi, cậu ơi, cái cô này cô ác nhân thấp đức quá cậu ơi. Cậu nghĩ cô hành hạ em quá trời, cậu ơi nè. Châu kia của em, cô nhậu hết trơn, không còn một cộng nè, cô ơi. Cô hành hạ em nè, cô đài đỏ em nè, cô thấy anh mớm không? Cũng này ôm dây sợ không? Trời ơi, cô cho an toàn là tôi lặt gà đi thực sự lặt tưởng không à. Tôi lặt tưởng như thực gà, mà em nói gì bậy bạ. Cô hành hạ em quá trời, cậu ơi, cô ôm nè. Dạ bởi ôm đó cậu thấy hả? Ôm lên nọ cái ngón tay nhỏ hơn cùng tay này cậu thấy không? Thôi bây giờ đã qua rồi. Sao em thấy thế nào? Dạ cậu cũng bị bắt như em mà. Cậu cũng bị bắt như em vậy đó. Sao cậu thoải mái như em vậy? Tại vì cậu cậu cứ nghĩa là cậu với tiểu tư ti vậy? Vậy đó. Trời đất quý tân ơi. Hồi nào vậy? Mới đây hả? Mới đây hả? Trời ơi, hàng kia em biết mà, cái lúc ngoài chiến trận á, em nghĩ anh nhìn là anh nghi rồi. Anh nói thế nào hai người này cũng sẽ lấy nhau rồi, em nghi rồi đó. Em mừng cho cậu. Dạ, nếu mà quá thật như vậy, em cũng chúc cho cậu cùng cô trăm năm hạnh phúc, ăn đời ở kiếp cho đến ngày răng long đầu tóc. Cảm ơn em. Anh gì? Dạ. Gì là răng long đầu trọc? Dạ thưa cậu, em biết là răng long đầu bạc rồi, nhưng mà em nói cậu nghe, cậu còn trẻ, cô còn trẻ, ở nhau tóc đen, từ tóc đen thành tóc bạc rụng hết, tóc bạc nó còn da đầu con mai đầu độc sao? Là lẻo mé quá. Cậu, hả? Cậu ơi, cái gì đây? Hôm nay cậu đã có đôi có bạn. Ờ, có đôi có bạn rồi, em mừng chứ hả? Dạ mừng lắm. Sao? Nhưng mà nỡ lòng nào cậu để cho em lạnh lẽo phòng không? Chết rồi, cậu quên, cậu nghiệp em. Tôi với thầy đi có một đàn. Cậu ăn mắm để em ăn rau sống sao cậu? Nín đi để cậu giải quyết cho. Dạ thưa cậu, em nói cậu nghe, em lớn rồi. Em lớn rồi. Em thấy cậu có vợ, em cũng non. Em cũng muốn có vợ có con như cậu. Dạ, nói dòng nói dõi tông môn. Em sợ em còn trẻ, nếu mà em chưa có vợ chưa có con, em lỡ em chết sớm đi đó, thì dòng họ của em nè nó bị tuyệt nọc. Rồi ra em nhờ cậu cưới vợ cho em. Cậu cưới vợ cho em ha. Dạ. Rồi bây giờ em ưng chỗ nào là cậu cưới chỗ đó liền. Em ưng chỗ nào cậu cưới chỗ đó. Cậu đó mà. Cậu ơi, có rồi cậu ơi. Ủa, có rồi hả? Gần đây nè. Gần đây hả? Dạ gần đó, đây đó. Dạ đây nè. Đây nè cậu. Cô Lưu Kim Chỉ á. Lúc bên đó nữa hả? Dạ, đó. Vậy là cậu cháu mình gặp nhau rồi. Dạ. Nè, nhưng mà biết người ta có thương em không? Thương. Cậu biết không? Hai đứa em quen nhau lâu lắm rồi. Vậy hả? Quen hồi còn ở trên thiên đình lận. Vậy trên thiên đình nữa. Trời ơi, kiếp trước tụi em là kim đồng ngọc nữ. Dạ, mãi ham chơi cho nên làm rớt bảy bình bông của Phật tòa mẫu Quan Âm, cho nên bị đài xuống đây nè. Hôm nay hết hàng rồi, tụi em gặp nhau có duyên có nợ. Cậu làm mai cho em đi cậu. Phải kim đồng ngọc nữ hôm nay. Thiệt mà. Sao giống tiên mắt đỏ được xả thành người quá. Không có đâu, em nói thiệt cậu. Trời cậu ơi, bây giờ ha, cậu làm mai cho em đi. Nàng khóc với em nó nặng ơi, nếu mà cậu không làm mai cho em mà không thương nàng, nàng tự giận nàng chết liền đó. Dữ vậy đó hả? Em mà không thua là nàng tự giận nàng chết đó. Chuyện này cậu phải nói gấp được để ta tự giận. Cậu nhớ là cậu nào sợ. Em đáng chậu mà làm mai cho em được rồi á. Em hứa nha. Đám cưới với cậu em làm lễ phụ. Em làm lễ phụ. Dạ cậu nha. Dạ.